Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiện thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, ai trong chúng ta cũng đều cảm nhận thấy rõ ràng sự sống là một cái điều hết sức quý trọng, và chúng ta luôn luôn chiến đấu cách này hay cách khác để có được cái một cuộc sống hạnh phúc, và mong luôn luôn mong mỏi cuộc sống của mình gặp nhiều điều may lành, thuận tiện, thuận lợi, được sống an nhàn, thảnh thơi, sống hạnh phúc, không phải đau khổ, vất vả, cực nhọc, sống viên mãn, sống thọ. Và chúng ta luôn luôn mong mỏi sự sống của chúng ta ngày càng thăng tiến, phát triển tốt đẹp hơn, và chúng ta chiến đấu cho cái cuộc sống của chúng ta. Bởi vì sự sống quả thật là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban tặng. Không phải chỉ sự sống thể xác mà thôi, mà còn hơn nữa, Thiên Chúa còn ban tặng sự sống siêu nhiên, sự thật sống vĩnh cửu cho chúng ta nữa. Cho nên chúng ta luôn luôn chiến đấu để làm cho sự sống của mình ngày càng thăng tiến, phát triển tốt đẹp, hạnh phúc, viên mãn. Nhưng rõ ràng cuộc sống của chúng ta thì nó không như ý của chúng ta. Cũng có những lúc chúng ta thành công, nhưng mà nhiều lần thì thất bại. Cũng có những lúc chúng ta cảm thấy vui tươi, hân hoan, nhưng mà sự sầu khổ thì nhiều hơn. Cũng có những lúc chúng ta cảm thấy mình không phải lo lắng gì, nhưng mà phần lớn thời gian thì ưu tư, buồn phiền rất nhiều. Và rồi chúng ta phải đứng trước cái sự chọn lựa mỗi ngày để làm sao cho cuộc sống của mình nó cố gắng phải làm tốt hơn. Và không ai muốn mình gặp sự khó, sự khổ, và nhất là sự chết, đặc biệt đứng trước cái chết.
người ta luôn luôn tìm mọi cách để có thể được sống. Tôi có một lần khi ở trong bộ đội ở bên Campuchia, một sáng Chủ nhật, chúng tôi ngày Chủ nhật thì được nghỉ, cho nên là tôi, cái ngày đó là ngày trực của tôi cùng với lại một anh bạn nữa trong đơn vị, hai anh phải lo nấu cơm, nấu nước. Thì nấu cơm thì gạo thì có, nhưng mà thức ăn thì không, cho nên là phải lo đi kiếm thức ăn, phải đi vào rừng đi kiếm. Tôi với anh bạn đi vào trong bìa rừng, không phải chỉ có một mình tôi mà những cái đơn vị khác, những cái đội khác họ cũng đi. Thì đi rừng như thế, ra tới bìa rừng thì tôi thấy ở ngoài bìa rừng có một cái cây vú sữa, nó lớn lắm, cao, trái rất to, rất ngon. Anh bạn đứng ở dưới không leo được, tôi cao cho nên là tôi trèo lên, tôi giỏi leo trèo, tôi trèo. Còn anh kia thì đứng ở dưới để canh chừng. Tôi trên đó tôi hái thả xuống thì anh ta lấy cái ba lô anh ta hứng. Đang là hái vậy thì một anh thì đứng canh chừng ở bìa rừng mà rất là dễ có lính, đó là Khmer đỏ, tức là 44. Thì tôi đang hái trên, đang leo, thì tôi nghe thấy tiếng súng ở trong bìa rừng. Rồi sau đó thấy người dân chạy ào vô. Thế tôi đứng ở trên đó, tôi hỏi cái gì vậy? Vừa mới quay xuống một cái thì tôi thấy hai bạn của tôi nó xách súng, nó giục luôn cả ba lô, nó xách súng, nó chạy mất rồi. Nó nói cái gì thì tôi nghe thấy dân chúng chạy kêu là bốn bốt vào, tức là bốn bốt đang là tấn công. Thế hai anh kia nghe thấy vậy là xách súng qua chạy. Thế tôi đang ở trên cây mà không biết làm sao mà tôi có thể nhảy xuống, cũng là cao lắm, chắc phải bằng trên lầu này. Tôi đánh cái cây, cái chặt cây đó nó cũng phải là hơn 3 mét, mà tôi nhảy từ ở trên đó thôi, nhảy xuống cái ôm một cái tôi chụp chém luôn, tôi cũng xách súng tôi chạy bỏ luôn, bởi vì nghe nói rằng là Khmer đỏ đang tấn công đánh vào mà mình ít người chạy trước cái đã, sợ chết lo liệu chạy thoát thân cái đã. Rồi đến khi chạy rồi một đoạn rồi hoảng hồn lại rồi bắt đầu mới dừng lại, thì bắt đầu mới nghe là hỏi cái chuyện gì, thì là chuyện nó không phải là lính quân địch đã tấn công, không phải, mà là một cái việc khác. Thì gương mặt chị em thấy đứng trên cái chết luôn luôn người ta chẳng. Thế hôm nay khi chúng ta nghe Chúa Giêsu nói ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì người đấy sẽ cứu được mạng sống, nghĩa là liều mất mạng sống, nghĩa là sẵn sàng chết. Còn ai muốn cứu mạng sống mình thì lại mất. Rõ ràng có một cái nghịch lý đi ngược lại với mọi cái quan niệm của chúng ta, mọi cái suy nghĩ của chúng ta. Thế thì Chúa Giêsu muốn nói cái sự sống nào? Cái sự sống mà chúng ta nhìn lên tượng của các thánh, chân dung của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta nhận ra các thánh tử đạo Việt Nam với 118 vị được giáo hội tôn phong vào trong sổ bộ các thánh. Và như đầu lễ chúng ta nghe người dẫn lễ, ông thư ký dẫn lễ, 130.000 người tín hữu Công giáo ở Việt Nam đã chịu chết bách hại, chịu chết vì đạo của Chúa. Nghĩa là một con số rất đông, nhưng các ngài không được kể tên vào trong sổ bộ. Những con người đặc biệt được nêu gương, và những anh chị em khác cũng bị bách hại, cũng bị chết vì đạo Chúa mà không thể được ghi vào trong sổ bộ. Nhưng các ngài cũng vẫn đã sống
liều mạng sống mình vì Chúa Kitô. Như vậy thì rõ ràng các ngài không có tự cứu mạng sống mình, thì đứng trước cái chết các ngài vẫn có cái sự cân nhắc lựa chọn, bởi vì chọn lựa giữa cái sự sống của trần gian và sự sống vĩnh cửu, các thánh tử đạo đã chọn lựa sự sống vĩnh cửu. Bắt đầu từ cái vị tử đạo đầu tiên là thầy giảng André Fouin năm 1644, học trò của cha Đắc Lộ. Cha Đắc Lộ là người đã giúp Việt Nam chúng ta có chữ quốc ngữ, ngài thống hệ thống lại và trở thành chữ quốc ngữ của chúng ta ngày nay, không còn lệ thuộc vào cái chữ viết của phương Bắc nữa, Hán Nôm nữa, chúng ta chuyển đổi hẳn, thoát ly khỏi cái văn hóa của phương Bắc. Nhờ vào cha Đắc Lộ, ngài đã tạo cái chữ quốc ngữ phiên âm tiếng Việt của chúng ta thành chữ quốc ngữ ngày nay chúng ta. André Fouin học trò là người tử đạo đầu tiên, chàng thanh niên mới có 19 tuổi để giao đi mình thầy giảng. Tuổi xuân còn phơi phới, hạnh phúc đây chăng, nhưng mà ngài đã chọn cái cuộc sống giữa sự sống thế gian và sự sống vĩnh cửu. André Fouin đã chọn sự sống vĩnh cửu. Cho tới cái vị cuối cùng là thánh Phêrô Phạm Hữu Đa, ngày 17 tháng 6 năm 1862 bị tượng chép chết ở miền Bắc, dọc dài trên dưới 300 năm đạo Công giáo ở Việt Nam bị bắt hại, có những lúc thanh thản nhưng có những lúc bị bắt hại khốc liệt, nhất là dưới thời Văn Thân thiêu trị Tự Đức Minh Mạng rất là nhiều. Thế nên kính thưa cộng đoàn, chọn lựa cái cuộc sống, ai cũng mong cuộc sống mình được hạnh phúc, nhưng với Chúa Giêsu thì cái chọn lựa của chúng ta phải là chọn lựa đúng. Chọn lựa đúng đó chính là chọn lựa theo Đức Kitô như các thánh tử đạo. Ở trong tù sắp sửa bị chặt đầu rồi, thế mà thánh André dũng lạc vẫn còn vui tươi hân hoan đọc thơ để chuẩn bị hành hình, mà ngài vẫn đọc thơ. Tôi đọc một đoạn nhỏ nhỏ 4 câu của thánh André dũng lạc, ngài viết như thế này: đông qua tiết lại thời xuân đến, khổ chảm mai sau hưởng phúc an, làm kẻ anh hùng quản chi khó, nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng. Khổ chạm là sắp sửa chuẩn bị chặt đầu, còn làm thơ. Rõ ràng như vậy thì các ngài rất là yêu cuộc sống. Thế nhưng cuộc sống theo Chúa chứ không phải là cuộc sống thế gian này. Cuộc sống thế gian này như thánh tông đồ Gioan đã nói, bộ mặt thế gian nó đang là qua đi. Và chúng ta trong cuộc sống thường ngày, chúng ta sẽ không gặp cái sự khó như các ngài bị bách hại như xưa, nhưng chúng ta cũng sẽ tự đào, cũng sẽ đổ máu trước những cái chọn lựa của chúng ta như các ngài. Khi chúng ta chọn thực thì thánh ý Chúa. Tôi lấy thí dụ một người vợ sống trong một gia đình mà gặp một người chồng bê tha, chè chén rượu chè, rồi còn thô tục về nhà chửi vợ đánh con. Chúa cũng chẳng sợ mà quỷ cũng chẳng tha, cho nên chửi luôn cả ông cha bà sơ, chửi anh không có sợ. Thế nhưng mà vẫn cứ phải mỗi ngày sống chung với lại cái người chồng như vậy, trong cái sự
hy sinh, im lặng, nhẹ nhàng, còn cầu nguyện cho chồng đón nhận, thì đấy có phải là tự đạo hay không? Đấy chính là tự đạo. Vì Chúa mà tôi vẫn cứ tiếp tục yêu cái ông chồng mà người ta gọi là khốn nạn của tôi. Bởi vì ngày nào nó cũng chửi tôi, nó cũng mắng tôi, mà Chúa lại bảo tôi cứ phải yêu nó như Chúa yêu. Tự đạo mỗi ngày, và cái tự đạo đó nó còn khủng khiếp hơn là chặt đầu một cái như căng thẳng. Bởi vì mỗi ngày đều bị tự đạo, đều bị giết từ trong cái cuộc sống của mình, tâm hồn của người của mình. Hay như là người cha người mẹ gặp phải những cái đứa con ngỗ nghịch, già rồi 70, 80 tuổi rồi mà vẫn cứ phải đi ra đường buôn thúng bán bưng lượm ve chai về để nuôi thằng con. Nó ăn rồi nó ngủ rồi nó bài bạc cờ quạt cá độ. Chẳng những thế mà nó về nó còn chửi mắng bố mẹ. Vậy mà vẫn cứ phải yêu nó. Mà Chúa dạy bà mẹ tự đạo mỗi ngày, như là trong Kinh Thánh bài đọc 1 mà cả bề lần thứ 2 nói, nhìn thấy đứa con mà không thể nào làm gì được nó ngoài lời cầu nguyện, ngoài nước mắt, ngoài sự hy sinh, tự đạo mỗi ngày. Và chúng ta được mời gọi như Chúa Giêsu nói, hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Thập giá nghĩa là sẵn sàng chết cùng với Đức Kitô. Để làm gì? Để cho sự sống vĩnh cửu được nảy nở, được trổ sinh trong cuộc đời của chúng ta, và ngay cả trong những cái người mà chúng ta làm cho chúng ta bất hạnh, đau khổ. Họ đã trở thành cái lý do và cái nguyên cớ giúp chúng ta nên thánh, để chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Kitô. Cho nên trong bài đọc 2 gửi đến hữu Roma, chúng ta mới nghe Thánh Tông Đồ bảo chúng ta rằng là trong mọi thử thách chúng ta toàn thắng nhờ Đức Kitô. Nếu không có sức mạnh của Đức Kitô mà không nhìn lên Đức Kitô thì chúng ta sẽ không thể nào thắng được, không thể nào chịu được. Nếu chúng ta có thể chịu được, vượt qua được, đó chính là nhờ sức mạnh của Chúa Kitô, nhờ niềm tin của chúng ta tin tưởng vào Chúa Kitô như các thánh tự đạo. Thánh André Phú Yên nói, tình yêu đắp đổi tình yêu, mang sống đem đáp mạng sống. Vì Đức Kitô chúng ta có thể sẵn sàng đón nhận, đấy chính là tự đạo. Thế nên kính thưa cộng đoàn, mừng kính các thánh tự đạo tại Việt Nam với tấm gương của các ngài, chúng ta chiến đấu cho tình yêu, chúng ta chiến đấu cho sự sống, và chúng ta với sức mạnh của Chúa chúng ta sẽ chiến thắng. Chiến thắng bằng cách nào? Bằng cách chúng ta quy phục tình yêu của Chúa. Quy phục tình yêu của Chúa nghĩa là chúng ta để cho Chúa chụp lấy chúng ta, bao phủ lấy chúng ta. Chúng ta phó thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa, và chính sức mạnh của Chúa, tình yêu Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta vác thập giá của mình trên con đường theo Đức Kitô, như các thánh tự đạo sẵn sàng để bỏ sự sống đời này và đạt đến sự sống vĩnh cửu đời sau, đến triều thiên vinh quang mà Đức Kitô ban tặng cho những ai trung tín với Người. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn gắn bó mật thiết chặt chẽ với sức mạnh của Đức Kitô, để chúng ta vượt qua thế gian này và trở thành chứng nhân của Đức Kitô mỗi ngày trong chọn lựa của chúng ta theo ý Chúa.